Dạ em thấy bạn Trang là ngon đó. Thấy bạn Trang là ngon đó. Chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc Online mùa 2. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được kết nối với ba bạn đó là ba bạn nào? Bây giờ xin mời cho Tường kết nối với bạn nữ đầu tiên nha. Rồi, chào bạn gái. Dạ, chào cô Cát Tường ạ. Kêu tôi chi bằng cô, tôi già dữ vậy nè, kêu bằng chị thôi cho nó trẻ. Rồi, đợi chút xíu nha, chị kết nối với hai bạn nam luôn, rồi mình cùng trò chuyện. À, cho Tường kết nối với bạn trai đầu tiên. Chào chị ạ, chào chị Cát Tường. Ủa, kêu chị chứ không kêu cô hả? Em kêu chị thôi chị. Chào em nha. Rồi, bạn trai thứ hai, cho Tường kết nối luôn. Xin chào chương trình ạ. Dạ, chào chị Cát Tường ạ. Ba bạn đã vào đủ khung hình rồi ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Chà, tôi thấy hôm nay ai cũng dễ thương hết nha. Bạn nữ sẽ giới thiệu trước. Em ơi, em tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thùy Trang ạ. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em sinh năm 1997. Em là nhân viên kinh doanh của bên mạng bảo hiểm của ngân hàng á chị. Dạ, chị hỏi nè, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nhưng mà trước mắt chị nhìn vô nha, ấn tượng đầu tiên là chị thấy em rất là năng động, đúng không? Một cô bé rất năng động. Điểm mạnh của em á thì hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhưng mà những ngày bình thường em đi làm về thì em sẽ đến phòng tập gym. Em có học thêm môn boxing và tập cardio thôi. Tuyệt vời, thấy chưa? Tôi nhìn đâu có sai, tôi nói năng động lắm. Có thể là một cái body tôi chưa thấy cái mặt thôi, nhưng mà tôi đoán là body rất là săn chắc, rất là khỏe mạnh. Còn điểm yếu của em thì chắc có lẽ là em không có giỏi về việc nội trợ. Em thích nấu ăn nhưng mà em nấu không có ngon. Nhưng mà trong mùa dịch này thì em có một chút đảm đang hơn. Ok, thế bây giờ đến với chàng trai đầu tiên nè. Em tên là gì nè, giới thiệu cho chị Tường nghe với. Chào chị Cát Tường và hai bạn cùng tham gia ạ. Em tên là Nguyễn Trọng Nhân, sinh năm 1996. Công việc của em là phụ là designer, là thiết kế đồ họa. Còn việc chính là đang mở một cái shop giày, spa giày á chị. Là thường thường từ một đôi giày mà bình thường là em vẽ thêm hoặc là thêm thắt những cái thứ gì đó cho nó đẹp hơn đôi giày thành độc lạ. Wow. Hay, cái này hay à. Độc lạ mà bán giá có phải chăng không à? Độc lạ là bán giá mắc. Dạ, cái này là mình theo thỏa thuận của hai bên trước đó rồi mới làm này. Mày mốt thiết kế cho thử chị Tường cái giày nào mà nó đặc biệt, đừng có ai đứng hàng chị Tường nha. Dạ, được rồi chị ơi. Rồi, quá tuyệt vời. Cho chị biết là ngoài ra em còn những cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Em tự tin về ngoại hình của mình. Tính tình thì cũng dễ gần, vui vẻ. Em biết đàn, biết hát, biết quay phim, clip, quay vlog thì cũng biết hả? Hơi nóng tính á chị, nhưng mà em kiềm chế được. Rồi, cảm ơn Nhân nha. Bây giờ qua tới bạn trai thứ hai nè. Chào em, giới thiệu đi cưng. Dạ, em tên là Lý Hồng Hào. Em năm nay sinh năm 98 ạ. Công việc chính của em là quay phim và chụp hình, quay phim và dựng phim ạ. Quay những cái sự kiện cho những cái YouTube hoặc là những cái sự kiện mà họ hay tổ chức á. Điểm mạnh điểm yếu của Hào là gì nè? Điểm mạnh của em là hay nói nhiều ạ. Điểm yếu cũng hay nói nhiều luôn. Sở thích của em là thích võ thuật, boxing, Muay Thái và chạy bộ ạ. Ê, vậy cái này cũng hơi khớp hợp với bạn Trang này nha. Có boxing nữa hả? Rồi Muay Thái nữa hả? Dạ. Wow. Dạ. Rồi bây giờ mình vô sâu hơn một chút nè, nên cái chuyện nó hơi riêng tư cá nhân một chút. Tình trường nha. Bây giờ Trang ơi, mình đã từng trải qua mấy mối tình rồi à Trang ơi? Nếu mà tính ra trải qua mấy mối tình á thì em chưa có mối tình công khai nào hết.
Em chỉ ở mức độ là tìm hiểu thôi, em tìm hiểu được vài mối. Chưa có mối tình công khai, tôi tưởng đâu tình toàn lén lúc không chứ. Em là em phải ăn chắc mặt mềm đã, cảm giác mà hai người có thể đi xa thì lúc đó mới công khai. Nhưng mà nhiều khi những cái người mình ưng thì lại không ưng mình, mà người mình không ưng thì lại đi ưng mình. Nhân ơi, tình trường mình sao Nhân? Sao đậm chỉ có hai mối tình vậy. Mối tình đầu tiên sao đậm đó thì là em là ở sống ở thành phố Đà Nẵng, mà người đó là sống ở Trà Vinh. Hai người đi du lịch gặp nhau xong rồi thương nhau rồi cũng tới nhau, nhưng mà yêu xa, yêu trong vòng 3 năm trời. Yêu xa 3 năm? Lúc mà em ra trường phải làm đồ án tốt nghiệp một cái thứ, em coi như sự ghét nhiều lắm mà hai đứa cứ cãi lộn miết à. Cái là hai đứa bắt đầu chán nhau, bắt đầu chia tay nhau. Nhưng mà cho chị hỏi là, ủa vậy thì hiện tại là em đang ở đâu? Bây giờ là hiện tại đang ở đâu Nhân? Dạ, hiện tại em mới về quê được mấy tháng à. Là về Đà Nẵng á hả? Về Gia Lai á chị. Về Gia Lai. Tính nhân là làm việc ở Đà Nẵng á chị. Dạ, mối tình thứ hai á thì bạn nữ ở chỗ em ở luôn là Gia Lai. Còn em thì lúc đó em đang ở Đà Nẵng. Hai tụi em cũng tiếp tục yêu xa nữa. Cũng đây em toàn yêu xa là gia đình nữ ngăn cản à. Kiểu như gia đình bên nữ rất là nhà có điều kiện đồ, nên tìm một người đó là chắc là điều kiện nó cao hơn mình khó. Rồi chị thì chị lại nghĩ rằng thật sự tụi em còn trẻ mà đã có sự tự lập ở trong cuộc sống như vậy là giỏi rồi. Thanh niên là phải 5-7 năm nữa thanh niên là thành công hay không, phải 35-40. Tụi em còn trẻ quá mà, đúng không? Thôi thì bây giờ cái đó chắc có lẽ không phải cái duyên của mình. Trang là đang ở Sài Gòn hả Trang? Dạ đúng rồi chị, em ở Sài Gòn chị. Dạ em đang có ý định là vô Sài Gòn để tiếp tục phát triển nghề này. Nếu mà có cơ hội thì thử tiến vào Nam xem sao. Sài Gòn là nơi đất lành chim đậu nè, mà hy vọng là biết đâu nhiều khi vào này, do đây sẽ có nhiều cơ hội cho em hơn về công việc, phát triển cái sự nghiệp. Mình quay trở lại với Hào. Hào ơi, tình trường Hào thì như thế nào? Tình trường em thì có một mối tình đấy ạ. Thì em có quen một bạn ở Bình Định, thì cũng là yêu xa. Thì bạn ấy có nói với em rằng là thì nếu mà anh lên Sài Gòn, anh lên Bình Định á, thì tiếp tục, còn không thì thôi. Thì em vẫn chọn là chia tay, vì em chọn Sài Gòn là cái nơi mà em phát triển sự nghiệp, em tập trung vào sự nghiệp cũng như là học hành nhiều hơn đó chị. Cũng tiếc quá ha, mà cũng khó, thật ra cũng khó thiệt. Tại vì bây giờ ai thì cũng muốn có một cái người yêu ở bên cạnh sớm hôm, nhiều khi còn chăm sóc, quan tâm, rồi còn hẹn hò, cà phê, gặp pháo, ăn uống. Bây giờ yêu thì yêu mãnh liệt thiệt, nhưng mà ở xa thì đúng là nó cũng có bất tiện thiệt, công nhận. Thế bây giờ cho chị hỏi Trang là bây giờ Trang mong muốn tìm một cái người bạn trai là một cái người như thế nào? Về ngoại hình á, thì bạn trai thì cũng cao, khoảng tầm 1m7. 1m7 trở lên, thân hình thì mập mập một chút, có da có thịt một chút. Gương mặt thì phúc hậu. Từ từ, để tôi test hai chàng trai. Cao, Hào cao mét mấy? Đã em cao 1m71 chị. Em cao 1m78. Được, hai chàng này đều là có da có thịt, không ai ốm hết. Nhưng mà về tính cách á, thì đầu tiên thì em chỉ cần yêu cầu là anh đó có thể chăm sóc được cho bản thân của mình cái đã. Vui vẻ, điềm đạm một chút, lãng mạn nhưng mà phải thực tế nha chị. Chứ em không thích lãng mạn quá, anh lên trời, anh hái sao, hái trăng cho em không thích đâu nha. Hai chàng trai thấy tiêu chuẩn của Trang như vậy, mình tự giới thiệu về mình một xíu đi. À, nghe qua cái yêu cầu của bạn nữ thì em thấy em cũng đạt gần đủ rồi. Rồi vậy thì tiêu chuẩn của em như thế nào? Thì tiêu chuẩn của em là một người năng động, cao cao một xíu thì càng tốt, tại vì em cao mà. Em cũng có đi tập gym, là hai người cũng có điểm chung rồi đó. Em thì biết đàn, biết hát, mong có người mà hát cho mình đàn thôi. Đó, bây giờ là lúc mình phải show hàng ra, đàn hát nhảy múa gì đi em. Được tặng bạn nữ một bài hát thì em đàn cho mọi người nghe cũng được. Ok, đàn đi em. Dạ, sau đó em xin trình bày bài Giống Như Anh Lặng Im của ba chú bộ đội nha. Yêu môi em thôi, và mặc yêu chỉ mỗi em trong đời. Anh rất yêu em, như anh đã nói, anh yêu em như lòng đời.
anh đã nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm không như gió mây hồng qua. Hãy đưa đôi tay anh nắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm. Hãy đặt bờ môi lên đôi môi để đôi mi nhắm. Nhưng cũng chỉ vì thế nên em lạnh xa anh quá lạnh lùng. Sao thế ta là giống như mình cách xa nhau đến muôn trùng. Và làm sao để em được sống như ngày đó vui đùa chẳng hay. Và điều anh làm khi ấy là sai hay là đúng. Cũng chỉ vì anh quá yêu anh nên anh mới ngỡ lời. Cũng chỉ vì anh đã mơ về một cơn mưa xa vời. Cũng chỉ vì anh người ơi biết rằng không thể nhưng anh vẫn đợi. Cùng em xong chơi gặp một nơi người anh yêu hỡi. Đến giờ em cần bước đi mà anh chẳng thể kiếm tìm. Vì sao không nghĩ gì, vì sao em cứ nắm chìm. Lời em gây quen đi gió lúc sáng lạnh một con tim. Xưa bây giờ chỉ là kỷ niệm. Xa như anh lặng nhìn. Keep silent, keep silent. Và mai yêu chỉ mỗi em trong đời. Anh rất yêu em. Như hai năm nào ấy. Ý em sao? Wow. Tôi chịu nè. Đó. Sao giờ Nhân còn có cái tiêu chí gì để tìm bạn gái nữa không? Dạ, yêu cầu thì bạn nữ chịu khó đi chơi, đi du lịch. Bởi vì em rất là thích đi chơi, đi du lịch. Mà em cũng biết quay phim chụp hình nữa. Bạn nữ chịu khó chịu cho em chụp hình quay phim này cũng có nhiều thứ phim đẹp lắm ạ. Rồi, bây giờ tới anh Hào dễ thương của tôi nè. À, anh Hào có tiêu chí tìm người yêu như thế nào? Dạ, tiêu chí của em thì body chuẩn cũng được. Trời. À, cũng được. Ná giống ná giống Lê Bống hoặc là quay đi giống Tâm Anh cũng được ạ. Trời ơi, ít ghê á. Cái mẫu hai siêu mẫu thôi chứ đâu có gì nhiều đâu. Ok, có quyền ước mơ đúng không? Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ. Thực ra thì em cũng dễ chịu lắm, sao cũng được. Miễn sao là cái người đó họ yêu thương mình thật lòng là được. Còn lại về tiêu chuẩn thì em cũng không có đề cao lắm. Hiện tại thì nãy giờ ba bạn trò chuyện với nhau rất là dễ thương ha. Nhưng mà chưa có thấy nhau đúng không? Mới nghe tiếng thôi. Chắc ai cũng tò mò, cũng muốn biết đối phương hình dạng, bóc dáng ra sao. Xin mời cả ba hãy cùng nhau xem clip tự giới thiệu của mình. Xin mời. Ta cười và mặt ta đây, hai mươi mấy năm chẳng ai thương. Ta cười và mặt ta đây, suốt ngày cứ lăng nhăng ngoài đường sáng đi. Tôi về một mình, chẳng ai bên cạnh ta những lúc buồn đau. Ta cười và mặt em đây, người con gái ta không biết tên. Sao giờ em chọn chưa đến? Trời ơi, cái clip này. Trời ơi, trời, coi ba clip nó cười chết quá. À, cũng vui, nói chung là vui. Tuổi trẻ đang sức sống, có thể hợp nhau chị. À, cảm xúc của Nhân như thế nào? Dạ em thấy bạn Trang là ngon đó. Thấy bạn Trang là ngon đó. Còn Hào thấy thì sao? Em thấy bạn Trang qua clip vừa rồi, em thấy bạn Trang body chuẩn, đẹp, giống cái mẫu hình mà em đang theo đuổi á. Rồi giờ cho chị hỏi, bữa nay em tham gia chương trình mình có người thân theo dõi cùng mình nãy giờ không? À, dạ không chị ơi,
Thì bây giờ Trang được quyền hỏi hai bạn trai, hỏi thông tin để mà trao đổi với nhau một vài câu. Hai anh cho em hỏi là cái quan điểm về tình yêu của hai anh là như thế nào? Anh Nhân trước đi. Trong tình yêu là lúc nào anh cũng yêu hết mình hết á, chiều chuộng bạn nữ. Alo một cái có thể là anh không phải có mặt ngay lập tức, nhưng mà có thể 5 phút sau anh chạy qua tới nơi rồi. Quan niệm của anh thì sao là hai người mình hiểu nhau, quan trọng là khi mà mình gặp nhau em, tính cách nói chuyện với nhau mình cảm thấy hợp nhau nữa. Lúc nào cũng dành cho cái người mình yêu những cái gì mà mình cảm thấy mình trân trọng nhất. Vậy hai anh cho em hỏi về cái tương lai của hai anh á, mình đã đặt ra mục đích và chí hướng cho mình chưa? Như thế nào cho em rõ hơn một chút không? Anh Hào trước nha. Thì anh có nói là anh sẽ lập nghiệp trong này, thì anh cũng sẽ theo đuổi cái con đường về phim ảnh của anh. Tại vì anh đang dành thời gian vào cái ngành phim này của anh rất là nhiều, về kỹ thuật cũng như là kỹ năng VF ấy. Về lâu về dài anh sẽ đưa ba má anh vô đây, anh cũng sẽ xây nhà trong này. Rồi, cảm ơn anh. Anh Nhân thì sao anh? Anh định hướng của mình là sau này sẽ chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp, xong rồi một thời gian thì tích góp tiền mua chung cư ở Sài Gòn ạ. Chà, kèo này khó nha. Hai bạn mỗi người mình nói một câu đi, để mình thuyết phục bạn Trang đi. Em muốn nói với Trang là Trang ơi, thì hiện tại thì anh cũng đang ở trong Sài Gòn đó, thì anh với em thì hiện tại là gần nhau nhất. Thì nếu mà hết dịch thì anh cũng muốn được gặp em, đó là cái điều mà anh mong muốn. Nếu mà nói về khoảng cách đó, thì em thua Hà một bước, nhưng mà nói về kinh nghiệm trong tình yêu thì em có rất nhiều. Nếu mà sau dịch Covid này hết đó, thì anh cũng có thể vào Sài Gòn để gặp em. Khoảng cách nó cũng không là nghĩa lý gì, nó chỉ là cái đoạn đầu thôi. Vấn đề là sau cái khoảng cách đó, ai sẽ là người đến bên em nhanh nhất. Ghê. Thời gian không còn nhiều cho chúng ta, quyền quyết định là của em. Đưa ra sự quyết định bằng những cái gì mình trò chuyện với nhau nãy giờ, bằng cái cảm xúc đầu tiên, bằng cái sự tưởng tượng. Tất cả mọi thứ đều là một cái nhân duyên. Mời Trang. Em xin phép là không chọn anh. Dạ, em thấy bạn Trang là ngon đó. Qua clip vừa rồi em thấy bạn Trang quay bị chuẩn, đẹp. Đúng cái mẫu hình mà em đang theo đuổi á. Tương lai của hai anh á, mình đã đặt ra mục đích và chí hướng cho mình chưa? Anh định hướng của mình là sau này sẽ chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp, xong rồi một thời gian thì tích góp tiền mua chung cư ở Sài Gòn ạ. Thì anh cũng sẽ theo đuổi cái con đường về phim ảnh của anh. Về lâu về dài anh sẽ đưa ba má anh vô đây, anh cũng sẽ xây nhà trong này. Em xin phép là không chọn anh Lý Hồng Hào ạ. Người ta nói chọn đại anh Nhân đi mà em không chọn anh Hào, phải không? Tôi là cái người rất cá tính nha các bạn. Thôi thì dù sao ngày hôm nay mùa dịch mà mình ở nhà mà mình có một cái buổi nói chuyện với nhau vui vẻ, bốn chị em mình như vậy là tuyệt vời rồi. Dạ, cho phòng máy kết nối luôn cả ba bạn nhìn thấy nhau đi ạ. Đố Trang đó, ai là Hào, ai là Nhân? Em nghĩ anh mặc áo hoa hoa là anh Hào, còn anh Nhân là anh mặc áo màu trắng. Rồi ưu tiên cho Hào nói đi nè, để mà Hào còn tạm biệt nè, hẹn gặp lại đi. Tuy là mình không có được bạn chọn, nhưng mà mình nghĩ là hết dịch mình có thể gặp nhau và bạn bè và cà phê cũng có thể hợp tác trong công việc cũng được. Mình rất là vui khi mà được nói chuyện với bạn ngày hôm nay. Hết dịch mình cũng sẽ rất muốn được gặp bạn. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Hào. Rồi, chị Tường chúc cho Hào được nhiều sức khỏe nha, phát triển hơn trong công việc của mình. Dạ. Ok, cảm ơn Hào rất là nhiều. Cảm ơn anh, em chào anh. À, chào Hào nha. Giữ gìn sức khỏe nha Hào. Hẹn gặp lại. Dạ. Lần đầu tiên em thấy Trang thì em lần đầu tiên em được gặp thiên thần. Dạ, trước giờ là em không có tin vào thiên thần nữa thật chị. Trang rất là xinh. Mong là sau này hết dịch thì anh có thể sớm được gặp em, rồi mình có thể tiến xa hơn. Cái này thì em muốn chia sẻ một chút cho anh Nhân biết luôn ha, là quan niệm tình yêu của em như thế nào nha. Khi hai người quen nhau thì mình sẽ chia sẻ cho nhau là em ơi, 2 năm, 3 năm hoặc là thậm chí là 10 năm sau mình sẽ làm được những gì, hai người cùng nhau phát triển.
và tạo cho tương lai có hỗ trợ gì được cho nhau trong công việc hay không? Đặc biệt là phải thật thà và trung tình rồi. Thì anh nghe qua thì anh cũng biết là có lẽ em là một người trưởng thành sớm. Anh cũng là một người mà trước đây giờ anh đi làm rất là nhiều việc, từ tay chân tới trí óc cũng bươn chải nhiều, là anh cũng hiểu được. Thì một người con gái lúc nào muốn tìm một người đàn ông cho đời mình phải vững chắc, có thể dựa dẫm vào, có thể nhờ vả, nhờ không được thì vả. Quan điểm của anh thì anh rất là muốn hai người yêu nhau tới với nhau, có thể cùng chung sức vào làm một cái công việc gì đó mà hai người có thể đều làm chủ và hai người phụ trợ cho nhau, cùng nhau đi lên. Ai cũng có cuộc sống riêng của họ, và mình khi mà mình quen nhau á thì mình sẽ có định hướng là mình sẽ phát triển, mình hỗ trợ nhau, mình phát triển trong tương lai. Chứ không phải là ngày nào mình cũng gặp nhau rồi alo một 5 phút các anh có mặt. Em thực tế là em cũng không cần như vậy. Em chỉ cần khi mà mình kết thúc một ngày mình mệt mỏi, mình gặp nhau. Mình gặp nhau, mình nói chuyện, mình chia sẻ về ngày hôm đó. Ừ, người này nói chuyện, em gặp ai, em làm gì, chơi với ai, thì cuộc sống của em như thế nào, thì thấy nó ok hơn chứ. Nếu như mà hai người gặp nhau nhiều quá, làm việc chung rồi tối em lại gặp nữa, nhiều khi cũng có chán đó. Sĩ cho chị Tường cũng có ý kiến, có thể là ý của Nhân nói là đến lúc vợ chồng kìa, đó là lúc vợ chồng. Còn ý của Trang đang nói là lúc đang yêu nhau, thì mình yêu nhau một cái giai đoạn nào đó rồi thì mình cũng phải về chung chứ. Khi về chung một nhà thì cũng phải phát triển. Khi mình đã quyết định về chung một nhà thì mình phải có những cái bước chuẩn bị, thì cũng đúng thôi. Mà chứ còn nếu mà nói ở chung với nhau thì gặp nhau hoài chán, chẳng lẽ vợ chồng ở chung với nhau rồi chán sao, cũng đâu có đúng, đúng không? Bây giờ Nhân hồi đầu là đã có tặng một bài hát rồi, bây giờ Trang hãy tặng cho chị Tường, tặng cho Nhân và tặng cho chương trình một bài hát đi. Đổ tay Nhân ơi. Em ngại quá. Em thì em hay hát thôi, nhiều em hát không hay, có gì mọi người bỏ qua cho em nha. Em tặng cho chị Tường với lại anh và mọi người trong cái chương trình, tặng bài Tàu Anh Qua Núi nha chị. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân bay bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ. Tàu qua núi cao, ngày hôm nay thân tháng con đường lớn. Tàu ăn đi trong yêu thương chào đón, tha thiết bao niềm vui, theo bánh con tàu đi là thương nhau. Dạ, hết rồi chị, em thuộc chuyện đó à. Trời, em thuộc cái đó tưởng em thấy hát karaoke cho nên em không có nhớ lời. Ok, cảm ơn cái bài món quà của Trang dành cho chương trình ha. Bây giờ thì chị muốn là chúng ta lắng động lại một phút thôi. Bạn hãy nói một câu gì đó chân thành với nhau trước khi chúng ta đi đến quyết định là có giống như là đồng ý hẹn hò với nhau trong chương trình Ghép Đôi Thần Tốc này hay không. Mình gặp nhau ở đây là cái duyên lớn rồi, nên anh cũng mong là hai tụi mình có thể đến được với nhau. Em thì bây giờ mình cứ cảm nhận theo con tim đi ha. Gia Lai thì em cũng có lên một thời gian, em lên công tác rồi thì em rất là thích Gia Lai. Em cũng sẽ quay lại Gia Lai một thời điểm nào đó nhất định. Cho nên là nếu mà được thì mình làm bạn với nhau để mình còn đi chơi dạo quanh Gia Lai. Rồi, cảm ơn hai bạn nha. Thế bây giờ các bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường hai biểu tượng chưa? Đó là cái biểu tượng mặt trăng và mặt trời. Nếu như sau 3 tiếng đếm của chị Tường mà các bạn đồng ý kết nối với nhau thì chúng ta sẽ đưa biểu tượng mặt trời lên. Nếu các bạn không đồng ý thì các bạn hãy đưa biểu tượng mặt trăng lên. Chị Tường xin mời hai bạn hãy nhắm mắt lại. 3 tiếng đếm của chị Tường để cho hai bạn lắng động lại một chút xíu, tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Xin mời hai bạn nhắm mắt lại. 1. Lần đầu tiên em được gặp thiên thần, dạ. Trước giờ là em không có tin là thiên thần nữa thật vậy. Trang rất là xinh. Mong là sau này hết dịch thì anh có thể sớm được gặp em, rồi mình có thể tiến xa hơn. 2. Trước hôn nhân thì ai cũng có công việc của người đó. Có người có khi thì nhiều việc, có nhiều ít việc, nhưng mà quan trọng là nhớ tới nhau là được. Cuối ngày có thể nhắn tin cho nhau một câu hoặc là gọi video kể về ngày hôm đó em làm gì.
gặp ai gặp ai. Như vậy chỉ cần như vậy là thấy hạnh phúc rồi, chứ không cần phải gặp nhau lúc nào gặp. Ba, xin mời hai bạn đưa biểu tượng của mình lên. Trời ơi, sao mà cái tâm màu vàng rực rỡ, mặt trời mọc mà bà đưa cái màu cam, mặt trăng buồn bã vậy? Sao vậy Trang, em đang còn ngại điều gì hay là còn lấn cấn điều gì? Em chia sẻ một chút xíu cho Tường nghe coi, cho Tường tiếc lắm luôn á. Em thì em thấy Nhân dễ thương, năng động, nhiệt tình. Nói chung là bạn cũng đẹp trai. Nhưng mà nhiều khi bây giờ cái đối tượng em tìm á, thì ở cái độ tuổi của bạn Nhân á, thì em cảm giác là không có phù hợp với em. Em thì thường em lại có quan điểm là em sẽ thích người đàn ông điềm tĩnh hơn một chút. Em với Nhân thì em cảm giác là hợp để làm bạn hơn. Thì em thấy là đúng là cái độ tuổi mà 97, 96 thường thường chênh nhau ít tuổi quá. Nhưng mà tại vì em đã tham gia chương trình thì em cũng muốn cho mình một cơ hội để làm quen kết bạn với nhau thôi. Chứ em còn thấy hơi buồn xíu. Hôm nay tôi buồn nè, tôi mới là người buồn đây nè. Thất bại toàn tập trong cái việc mai mối nè. Đó. Thì thôi thì chị Tường cũng rất là vui gặp được các em. Qua chương trình thì nhiều khi các bạn không kết nối được với nhau, nhưng mà nhiều khi khán giả theo dõi chương trình, người ta muốn kết nối với các bạn, người ta cũng có thể thông qua chương trình. Chúc cho Trang và Nhân được nhiều sức khỏe, sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều.